Thưa quý vị, trận lũ ống lũ quét xảy ra để lại hậu quả vô cùng nặng nề là điều người dân vùng thiên tai của huyện Kỳ Sơn muốn quên đi tại thời điểm này. Vâng, đúng là như vậy. Tuy nhiên, đọng lại trong tâm trí của bà con dân bản đó chính là những tấm gương vì cộng đồng. Họ đã vượt qua hoàn cảnh trớ trêu để chăm sóc y tế cho trẻ nhỏ, người già và thực sự là những tấm gương lan xả cứu người trong thiên tai. Ghi nhận và biểu dương những tình cảm những người đã quên mình cứu người trong dòng nước lũ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư khen cá nhân anh Vi Văn Truyền, anh Lê Minh Hương và nhiều người dân dũng cảm của bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. Vâng, trong lũ dữ cũng như là khi mà cơn lũ đã đi qua thì không chỉ người dân bản Hòa Sơn mà còn rất nhiều người khác nữa họ đã tạm gác lại những khó khăn của gia đình mình và vì trách nhiệm với cộng đồng không quên bám bản cùng khắc phục hậu quả với người dân. Đây là những gì còn sót lại của gia đình bác sĩ Vi Thị Hải. Ngôi nhà của vợ chồng chị đã tan hoang sau cơn lũ kinh hoàng sáng ngày 2 tháng 10. Gần một tuần nay, ba mẹ con phải đi ở nhờ hàng xóm. Những ngày bản Hòa Sơn bị chia cắt, người dân khó khăn đủ bề, điều kiện chăm sóc y tế thiếu thốn. Chị Hải vừa phải chăm con nhỏ hơn 9 tháng tuổi, vừa phải tất bật đi lại để thăm khám, điều trị bệnh cho trẻ con bị ốm đau. Nhiều hộ gia đình trong quá trình chạy lũ thì các cháu là cũng nhiều cháu rất là bị ngấm mưa là nên là sốt ốm rất là nhiều, thử nước sạch là thiếu rất là nghiêm trọng nên là một số cháu là bị tiêu chảy rất là nặng nề. Thì bên cạnh đó thì trung tâm y tế là rất là quan tâm, thì là cử các hoặc là cử các đội nhóm thì cấp phát thuốc là đến em là cái điểm trung chuyển đưa đến các nhà. Có nhiều điều để quên đi sau khi cơn lũ đi qua, nhưng người dân bản Hòa Sơn vẫn luôn nhớ mãi những tấm gương liều mình cứu người giữa cơn lũ dữ. Anh Mạc Văn Hồng là một trong số đó. Tận dụng lợi thế địa hình, địa vật là những mái nhà sàn, anh Hồng đã đưa hàng chục cháu nhỏ và các học sinh ở trọ xa nhà lên vị trí an toàn. Em là treo lên mái nhà, đang thấy mẹ cháu ngồi ở đó cả. Là cháu em là bị hai cháu nhỏ khoảng 4-5 tuổi là đi theo lên cái mái nhà này. Phải treo lên nhà từng nhà một lên trên đó là cái đoạn nước chảy xiết là khi đó là không biết làm sao cả, là em ném từng cháu một sang cho bản Vi Văn Núi ở bên trên ở, các anh ở trên là có anh Vi Văn Rông nữa là kéo cái điện đu ra điện là sang từng cháu một là cứu đấy cả mười mấy đứa học sinh. Tất bật với công việc điều phối cứu trợ cho bà con, nhưng trưởng bản Vi Văn Truyền vẫn không thể quên những thời khắc nguy hiểm của dân bản Hòa Sơn. Giữa dòng nước lũ dâng cao trên 2 mét và chảy xiết, anh Truyền cùng với nhiều thanh niên đã lăn xả, liều mình, cứu hàng chục phụ nữ, trẻ em trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Trong lúc cái hoàn cảnh trở trên như thế thì em cũng kịp là cứu, nói là suy nghĩ cái vấn đề gì cả. Khi ấy thì chỉ kiểu mong muốn sớm nhất là tiếp cận với người dân và đưa người dân ra đến vùng nơi an toàn. Khi ấy thì cũng bằng là sức người là chính, lội trực tiếp vào người dân, sau đó là mới tìm cách ở điểm nào thì có cây, có que, có dây hoặc là có người thì bằng mọi cách để cứu người dân ra. Nếu khi nó chảy xiết là nhà ai cũng ấp xuống, ai cũng khóc, ai cũng sợ hết. May là trưởng bản, thấy trưởng bản bơi sang là trèo lên nhà rồi đập cái cửa nữa. Dạ. Di chuyển 20 mấy người ạ. Trưởng bản Vi Văn Truyền, bác sĩ Vi Thị Hải hay Mạc Văn Hồng chỉ là ba cá nhân trong hàng chục, hàng trăm con người đã băng mình trong lũ để cứu giúp người dân, đã không quản vất vả, nhọc nhằn để bám bản giúp dân khắc phục hậu quả lũ quét. Sự lan xả, liều mình vì cộng đồng của nhiều cá nhân cũng đã góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai ở huyện Kỳ Sơn.